cái gì Giác mà ơi. Cái gì? Giác ơi. Tiger, đừng tới. Giác ơi. Cứu mẹ. Thay gương làm mẫu cho cháu xem nào. Thấy chưa? Con nhìn bác chưa? Cố lên. Con nhìn bố đi. Cố lên con. Tường cao quá mà. Thực ra đây là đang là một cái bài tập nhỏ cho anh ấy thôi. Để duy trì cái động lực cho Jack. Chứ cái tường cao này thì em không thể nhảy lên được. Jack ơi. Mẹ yêu Jack nè. Rồi, cố lên. Được rồi con, bây giờ mẹ bế em lên đi. Bế em lên à? Ờ, bế em lên đi. Lại bế em lên à? Giờ em lên đi, mẹ bế em lên. Lên đây mẹ bế. Rồi. Rồi, bế em lên. Này lên là bắt đầu nhõng nhẽo này. Xoay mặt bố xem nào. Trời ơi. Nhõng nhẽo này. Lên là bắt đầu làm nũng này. Cái thằng làm biếng này. Làm nũng lắm. Bác lên đi, bác lên đi, hấp đi. Rồi, hai mẹ con đi về đi. Đi về nào.